Theo như lời hứa, tôi sẽ dẫn các bạn đi một vườn đào thế ở Nam Định nhá. Hiện tại mình đang ở nhà vườn Tuấn Đủ. đây, số điện thoại đây mọi người. Mọi người đi thẳng cái đường đến Tam Phủ ấy, đi cái đằng ra Nam Điền ấy, thì các bạn sẽ thấy vườn của anh ý ở bên tay phải ấy. Khi vào thì các bạn sẽ gặp rất nhiều gốc to. Đây, đây là anh chủ vườn. Đấy. Đào năm nhà mình năm nay có nhiều gốc không anh? Có ít thôi mà, anh làm có mấy chục gốc thôi. Năm nay nó mưa gió nhiều, thành ra là nó cũng chết mất, cũng khá khá như vườn nhà anh. Năm nay nó bị thất thu. Quảng bá là hay là có mấy. Cái đào nhỏ thì mà bây giờ là chỉ có một mình anh ở nhà thôi. Các em nó chỉ đi làm nghề. Thế nên anh mới chuyển sang anh trồng cái đào ta kia. Nó 3 năm. Đào này 3 năm đấy ạ. Đấy 3 năm đào ta đấy, nhưng mà anh làm theo cái dáng bonsai sai. Cây nó cũng rất là hiểu điệu. Cái đào này trung bình thì khoảng bao nhiêu một cây anh? Cái đào ấy thì anh bán lẻ thì 1,5 triệu. Bán buôn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với chủ vườn. Triệu 2, triệu 1 thì có thể là còn tùy theo khách nữa. Anh cho em đi vào một tí nhá. Đây. Không thoải mái, không mất gì đâu. Đấy. Từng nhỏ, từng con vậy. À, từng to. Đây. Rất nhiều nhá anh em ạ. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với điện thoại của chủ vườn mình để đây. Đó. Đây. Có xem nào. Mình thấy xem nào. Cũng có khoảng 20% cây thì khách đã đặt rồi đây, ví dụ như cây kia. Đấy. Đào thì bây giờ là nó chưa nở đâu. Đào thì nó khắc quất. Đấy. Đấy. Bên ngay bên cạnh cũng vườn quất luôn đấy. Nói chung là vào đây các bạn thoải mái đi. Nó, tức là nhiều dã man luôn các bạn. Đây. Đấy. Đây cái đào. Đấy. Nhà mình thì mình thường phải tầm 2-3 năm thì mình mới chơi đào một lần. Đấy. Ôi, cái gốc đào này các bạn nhìn kinh chưa? Xù xì chưa? Đấy, nụ đây. Đã có hương Tết rồi đấy, các bạn thấy không? Toàn gốc to đây. Đây, cây này có chủ rồi. Cây này cũng có chủ rồi. Cây kia cũng có chủ rồi. Đó. Rất là uốn éo luôn. Em bảo này, vào kia hỏi xem nào nó còn không? Nhà nó chết nhiều lắm. Đâu không? Đấy. Anh em nào mà năm nay có ý định chơi đào thì cứ thử liên hệ với nhà vườn này nha. Đấy. To có, nhỏ có. Đấy. To bên này,
Còn mình đếm cho nào. To chắc là còn khoảng tầm chưa đến chục gốc đâu. Còn nhỏ thì còn khớ nhiều. Đấy.